Có Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy, hiện nay con đi tu tại gia, nhưng chồng và con của con thường ngăn cản và hay phủ định những điều con nói về Phật pháp. Con nên làm gì thưa thầy? Một câu hỏi cũng rất khó. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy, không phải dễ các quý vị ạ. Không chỉ Phật tử này mà tôi tin rằng ở trong này ít nhất phải có đến 1/5 đến 1/6 các Phật tử chúng ta đang gặp trường hợp này. Có những Phật tử thì chồng ngăn cản, có những Phật tử thì con ngăn cản, có những Phật tử có khi vợ ngăn cản, thế mới đau ngược lại. Vợ ngăn cản có nghĩa là chồng muốn đi chùa nhưng mà vợ không cho đi. Vợ ngăn cản tức là, nhưng mà trường hợp này thì ít hơn. Xin chúc mừng một tràng pháo tay những ai mà bị vợ ngăn cản. Bị vợ ngăn cản có nghĩa là chính các ông đã khởi được tín tâm với Phật trước cả vợ. Như vậy là một điều rất khó, hy hữu mà chúng ta làm được trong một mái ấm gia đình ở tại gia chúng ta. Cho nên tôi bảo chúc một tràng pháo tay trước đối với các ông ngồi đây. Chắc là thôi, xin một tràng pháo tay nữa của các bà cho tất cả các ông ngồi ở trong hội trường này. Ở đây á, chúng ta biết rằng á, Phật pháp nó là cái nhân duyên. Nhân duyên chưa chín á thì chúng ta có muốn níu kéo không được. Nó phải chín thì chúng ta mới khiến cho người thân của chúng ta hiểu được. Đó. Chúng ta biết đó, thời xưa cái Đức Phật còn tại thế thì kể cho các quý vị một câu chuyện ở trong kinh Nikaya, tức là cái nhà hàm á. Một hôm Đức Thế Tôn với 1250 vị tỷ kheo đi khất thực. Bây giờ á, ở phía trước có bà cụ già chống gậy đi ăn xin lỏm khỏm ở trước Đức Phật. Tôn giả A Nan thấy như vậy bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì sao bà cụ già kia lại khổ sở như thế, một mình lang thang ăn xin ăn mày ở ngoài phố như vậy? Đức Phật im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan tiến gần hơn: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, có đầy đủ công đức và trí tuệ, Đức Thế Tôn có thể độ được tất cả chúng sinh. Vậy con xin Đức Thế Tôn hãy độ cho bà cụ ăn mày kia sớm được hết khổ. Đức Thế Tôn cũng không nói câu gì. A Nan tiến gần hơn lên: bạch Đức Thế Tôn một lần nữa như vậy. Đức Phật nói rằng: này A Nan, Đức Như Lai xuất hiện ở trên đời là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Công đức và trí tuệ của Như Lai có thể ban trải cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này. Nhưng chúng sinh ở trên thế gian này nếu không đủ duyên lành cũng sẽ không thể kham nhận được giáo pháp của Như Lai. Cho nên Như Lai không thể hóa độ được những người không có duyên. Tôn giả A Nan một lần thứ tư nữa bạch với Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn chưa thử làm sao mà biết. Đức Thế Tôn im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn bạch rằng: con nhìn thấy bà cụ khổ đau quá, thương quá. Cho dù đi thế nào đi chăng nữa, con cũng xin Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp cho bà lão ăn mày kia nghe một bài pháp. Chúng ta thấy bây giờ Đức Thế Tôn không thuyết thì không được. Vì vậy mà Đức Thế Tôn bắt đầu là yên lặng nhận lời với A Nan, đệ tử của thị giả của mình. Ngài từ từ bước tới. Ngài là người đầu tiên chào hỏi bà cụ ăn mày đó. Ngài cung kính chắp tay lên chào bà cụ ăn mày đó. Các vị biết thái độ của bà cụ ăn mày đó làm sao không? Nguýt lườm Đức Phật một cái thật dài và quay mặt nhìn đi chỗ khác. Đức Thế Tôn bắt đầu hỏi thăm: từ sáng đến giờ cụ đã được ăn uống gì chưa? Bà cụ bảo: việc gì thế ông mà ông phải hỏi tôi? Đức Thế Tôn bảo: Tôn giả A Nan là gì? Hãy lấy thức ăn của Như Lai để san cho, san sẽ để chia sẻ cho
bà cụ một chút. Bà cụ bảo á, tôi không cần thức ăn của ông, tuy tôi là ăn mày nhưng mà tôi cũng không cần thức ăn của ông. Ông cũng là kẻ ăn mày, có khác gì tôi đâu. Từ sáng đến giờ ông cũng đi ăn mày mà. Ông lại còn là ra dáng ra điều là thương tôi hay sao? Vân vân, nói một tràng thật dài, khiến cho Đức Thế Tôn không thể mở mạch của giáo pháp đem vào tâm hồn của bà ấy được. Rồi Đức Thế Tôn bắt đầu nói một câu về giáo pháp, đụng đến giáo pháp, nói về nhân quả. Vì sao mà Đức Thế Tôn đi ăn, đi khất thực? Đức Thế Tôn đi khất thực và bà cũng đi xin ăn, nhưng mà hai người hoàn toàn khác nhau. Nói đến đó một cái bà cụ quay mắt, quay mặt sang bên cạnh. Đức Thế Tôn đi sang bên cạnh, bà cụ lại quay sang bên cạnh nữa. Đức Thế Tôn dùng thần lực. Chúng ta thấy trong kinh Nikaya ít khi thấy Đức Phật dùng thần lực. Nhưng mà lúc đó Đức Phật dùng thần lực hiện ra một tấm thân nữa. Rồi bà cụ quay sang bên cạnh, bà Đức Thế Tôn hiện ra một thân nữa. Đức Thế Tôn hiện ra bốn thân, một thân chính và ba hóa thân của Ngài, ra Đông Tây Nam Bắc, bà đều không nhìn. Rồi bà cụ ngửa mặt lên trời, Đức Thế Tôn hiện ra một tấm thân nữa là tấm thân thứ năm, ở trên trời thuyết pháp xuống. Bà cụ nhắm mắt lại, bịt tai lại, nhắm mắt lại, mắt không nghe, mắt không thấy, tai không nghe. Cho nên bấy giờ thì Đức Phật mới thu thần lực lại, thu các hóa thân của mình lại, và nói với tôn giả A Nan. Về tới tinh xá, Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan đó, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là chỗ đó. Nhân thân khó được, bà cụ ấy đã được, nhưng mà Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, khó tin được là ở chỗ đó. Cho nên ở đây Phật tử này ở cái thời mạt pháp đã cách Đức Phật nhập diệt đã trên 2500 năm nay rồi. Sang năm 2015 là 2559 năm rồi, tính theo Phật lịch, tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Thì chúng ta biết rằng chúng sinh càng cường khó độ nhiều biết chừng nào. Cho nên ở trong một gia đình, chúng ta có duyên với Phật, đi chùa, lễ Phật, nhưng mà chúng ta lấy được một người chồng hoặc một người vợ, hoặc là ông bà nội ngoại của chúng ta, hoặc là con cái của chúng ta không tin với, không tin Tam Bảo, không tin Phật pháp, báng phá lại những cái luận điểm về nhân quả, về đạo đức, về sự tu hành của chúng ta đó, đó là chuyện đương nhiên thường xảy ra trong cuộc sống. Vậy phải làm thế nào? Ở đây điều đó không quan trọng, mà quan trọng phải làm thế nào. Làm thế nào ư? Có rất nhiều cách để thể hiện mình, để hóa độ cho người thân của mình. Cái điều đầu tiên, ở đây chúng tôi muốn nói với các quý vị vài cái điều cơ bản thôi. Điều đầu tiên để khiến cho người thân của chúng ta hiểu được Phật pháp, đó chính là chúng ta phải thay đổi tâm tính, lời nói và hành động của mình trước đã. Chúng ta muốn thay đổi được người thân của chúng ta cho tin tưởng Phật pháp á, thì chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình đầu tiên. Trước đây hơi một chút chúng ta sân hận lên với chồng, với con, với vợ, với con, với người thân. Bây giờ á, mỗi cái khi mà ức chế đến, hôm qua chúng tôi nói là gì, kinh nghiệm của chúng tôi ức chế đến thì dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm khoảng độ 5-7 phút sẽ hết. Các quý vị cứ thử đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật chỉ vài câu thôi nó giảm, và 5-7 phút sau chắc chắn sẽ hết, bay hết biến cái tức đó. Chúng tôi đã thực hành trong mấy năm nay, thấy là vi diệu vô cùng. Có những cái chuyện tưởng chừng như chúng tôi không qua được, nhưng mà chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chúng tôi vượt qua dễ dàng. Trong mấy tháng qua ở chùa xảy ra rất nhiều chuyện, có những câu chuyện tẩy đình rất lớn. Chúng tôi không muốn nói chi tiết làm gì, nhưng mà các quý vị biết đó, một cái vị trụ trì gặp những cái câu chuyện tẩy đình rất lớn mà chúng tôi chỉ ăn nhẫn niệm Phật. Có Phật tử gọi điện thoại đến hỏi, nghe tôi cười trong điện thoại, vì khóc thì bảo bây giờ thầy còn cười được nữa à? Thế bảo tôi chẳng cười thì Phật tử bảo tôi khóc à? Thế bảo thầy còn cười được có nghĩa là
con cũng mừng một chút rồi, biết là thầy còn sống. Và tôi đã chết đâu mà lo, tôi chết thì có người báo các cô đến viếng lo gì đâu. Và họ nghĩ rằng chắc là tôi phải suy sụp lắm, tôi phải phiền não lắm, tôi phải đau lòng lắm và tôi phải khổ sở lắm, hoặc là tôi phải giận dữ lắm, vân vân. Bí quyết chỉ ở mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mỗi khi nó khởi lên, có suy nghĩ không? Có suy nghĩ. Các quý vị nếu nói rằng thầy không phải suy nghĩ gì trong cuộc sống là không phải. Thậm chí thầy còn phải suy nghĩ hơn các vị rất nhiều. Nghĩ làm sao được cho công việc Phật sự được trôi chảy. Nghĩ làm sao để nuôi dạy đến 50-60 đệ tử xuất gia của thầy thành người. Nghĩ làm sao để cho đạo tràng chúng ta được ổn định và phát triển theo đúng đường lối của Tịnh Tông Học Hội và theo đúng chính pháp. Điều quan trọng nhất là phải theo đúng chính pháp. Theo học gì thì theo, môn phái gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải đúng chính pháp. Một ông thầy chủ trì mà đi sai chính pháp thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của ông đó gần như cũng theo bước chân của ông thầy mà đi sai hết. Cho nên điều quan trọng đối với tôi là để mình phải tu đúng chính pháp thì mới dẫn dắt được đệ tử của mình đúng chính pháp. Cho nên ở đây Phật tử này muốn làm sao để cảm hóa người thân của mình, chỉ một câu Phật hiệu diệt trừ đi tất cả những sự sân hận của mình trước đây. Trước đây hơi một tí là mình sắn chân, sắn quần, sắn áo lên cãi nhau với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ họ gieo cái nhân sân hận cho mình, nhưng mình không sân với họ. Đấy mới là mình thắng họ. Cái sự thắng đó là cái thắng mà tối cao nhất, cái thắng tốt đẹp nhất, và cái sự chiến thắng là chúng ta thấy là đáng được khâm phục nhất. Chúng ta đừng nghĩ là theo Phật pháp là mềm yếu. Không mềm yếu đâu. Từ cái chỗ đó, từ cái chỗ thầy khơi ra cho đó thì cảm hóa thế nào dần dần, và nhất là pháp hội như thế này này, cảm hóa dần dần á, và phải khéo. Khéo như có một Phật tử cũng là ở Nghệ An mà cách đây mà pháp hội năm 2012, Pháp Sư Ngộ Thông về trên chùa Tản Viên á. Ông vốn là đại tá quân đội về hưu, không có tin gì Phật pháp đâu. Vợ đi chùa, ông ấy chửi, ông mắng, ông cấm, ông ngăn, mà vợ phải đi chùa phải trốn. Cái hôm biết ở chùa có pháp hội Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức ở trên Tản Viên năm 2012 á, Phật tử phải nói dối chồng là hai vợ chồng là đi ra là lên đền Bác để thắp hương trên đền Bác. Mà bộ đội lên thắp hương Bác Hồ thì mới nghe, chứ bảo thắp hương Phật ông không nghe. Thắp hương Bác Hồ ông nghe, ông vui, ông đi ngay, bảo lên thắp hương trên đền Bác, xong rồi về cái chín đái trông. Về đó là bà biết thừa là ở chùa có pháp hội rồi, đến đó mới giả vờ với chồng là nghe tin hình như là trên chùa Tản Viên có cái lễ hội gì to lắm mà người đông lắm. Hôm nay mình đi lên xem thắp hương cái xem có cái gì không. Lúc đi lên tới nơi thì đã hết thời đệ nhất rồi, sang thời đệ nhị buổi chiều rồi. Bà vợ thì bảo thôi thì anh ở ngoài em đi vào lễ. Vợ ở trong lễ, chồng ở ngoài cứ cầm máy ảnh đi chụp ảnh nhá. Sau khi đi chụp ảnh xong rồi ông mới nhìn lại cái ảnh, bức ảnh của ông ấy. Ông mới thấy là không tin vào mắt của mình nữa. Những cái bức ảnh của ông ấy có những cái bông sen, rồi có đặc biệt là có những cái chùm giống như hào quang của vật, giống như những cái chùm bóng bay á, xanh vàng đỏ trắng, cái chùm, không chỉ trong ảnh mà được một tí ông còn nhìn thấy bằng cả con mắt thường nữa, bay khắp cái núi Ba Vì. Ông ấy nhìn thấy như thế cho nên ông ấy khởi tín tâm. Các vị biết về như thế nào không? Có mấy tháng sau ông ăn chay trường tuyệt đối với vợ và còn lập đạo tràng để cho vợ và mời các Phật tử đến tu nữa đó. Có rất nhiều cách để cảm hóa người thân của mình tín kính Phật pháp đó, miễn là chúng ta có đủ kiên trì để mà làm hay không đó. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.